Xem tử vi tuổi Tân Dậu, 1981 trong tháng 4 âm lịch, được lộc trời cho giàu sang phú quý nếu biết điều này. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, tuổi Dậu luôn được mọi người yêu quý bởi sự thân thiện, sự tốt bụng và tấm lòng bao dung độ lượng. Họ sẵn sàng trao niềm tin của mình cho người khác và điều đó thì đôi khi khiến họ bị thất vọng và tổn thương. Thế nhưng dù có trải qua rất nhiều những nỗi buồn phiền, đau khổ thì những gia chủ tuổi Tân Dậu vẫn luôn sẵn sàng vị tha cho người khác. Cũng chính nhờ vào lòng luôn giúp đỡ người tốt của mình cho nên ông trời đã ưu ái cho tuổi Tân Dậu trong tháng 4 âm lịch này. Và trong tháng 4 âm lịch này thì bản mệnh luôn được xuôi chèo mát mái, không gặp quá nhiều chuyện xui xẻo, cát nhiều hơn hung. Sự nghiệp luôn luôn thuận buồm xuôi gió và tài lộc ùn kéo đến về đầy nhà, tiền đến mỏi tay cũng không hết được. Vậy thì trong tháng 4 âm lịch năm 2022 thì vận trình của những người tuổi Tân Dậu như thế nào, công danh tài lộc ra sao? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung mà chúng tôi phân tích sau đây qua video này. Xin mời! Sau đây là phần tổng quan của các quý gia chủ tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 trong tháng 4 âm lịch năm 2022. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của những người tuổi Tân Dậu chính là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì họ đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ. Người sinh năm Tân Dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất kỳ hình thức nào, nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến cho con giáp này khá tỉnh táo. Con giáp này là người thích đám đông, thích nói chuyện hay vui đùa, biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người. Bạn chính là người coi trọng hạnh phúc gia đình. Tuy rằng đôi khi gia đình khiến họ cảm thấy nặng nề, nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng với nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp bạn vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Trong tháng này, vận khí của những người tuổi Tân Dậu không tồi chút nào. Những người làm công việc văn phòng, cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này cảm thấy cảm xúc của bạn rất dễ dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình càng nhiều. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến cho không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân cũng rất dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp Ất âm mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các quý gia chủ tuổi Tân Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Dậu bán tam hợp với Tỵ nên trong tháng Ất Tỵ này, những người tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không phải gặp nhiều trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn còn phải đối mặt với không ít vất vả cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên vẫn phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức thì gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức tạm được. Tháng này, sự nghiệp của các gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công ăn lương, các nhà lãnh đạo sẽ được đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Vì vậy, năm nay, lương thưởng sẽ tăng dần lên đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi này có những bước tiến rõ ràng trong khoảng thời đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều những buổi tiệc tùng tụ tập, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không nên ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác, song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại.
khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Xem tử vi tháng Ất Tỵ, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự giảm sút rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ đến về vấn đề tồi tệ hơn. Hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da rẻ sạm sắc, cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể mình nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Tân Dậu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của gia chủ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tồi tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện hàn gắn một số rạn nứt. Nam mệnh có thể gặp một vài đối tượng ưng ý, bản thân đã sẵn sàng thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng cần được một vài người khác phái tiếp cận, nhưng không mở lòng, đón nhận, cho nên mọi thứ gần như là không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau, hôn nhân thiếu đi ngọn lửa nhiệt tình, những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Tổng quan tháng 4 âm lịch năm 2022, tháng Ất Tỵ, năm Nhâm Dần. Tháng 4 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 4 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 4 năm 2022, tức ngày 1 tháng 5 năm 2022 đến 29 tháng 5 năm 2022 dương lịch. Tháng 4 Ất Tỵ có nạp âm là Phúc Đông Hỏa, tháng Tỵ lục hợp thân tam hợp sửu và dậu thành kim cục, xung hợi, hình thân, hại dần, phá thân và tuổi Tý. Đối với những người tuổi Tân Dậu trong tháng 4 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 4 năm 2022, tức ngày 2 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 4 năm 2022, tức ngày 14 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 4 năm 2022, tức ngày 26 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Dậu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Dậu trong tháng 4 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 3 tháng 4 năm 2022, tức ngày 3 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch, ngày 15 tháng 4 năm 2022, tức ngày 15 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch, ngày 27 tháng 4 năm 2022, tức ngày 27 tháng 5 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Dậu sinh năm 1981 trong tháng 4 âm lịch. Và chắc hẳn quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận trình của mình trở nên ngày một tốt hơn, thành công hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Xin mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo được phát sóng trong chương trình.